Quan chức Israel nói Lầu Năm Góc có kế hoạch viện trợ cho nước này hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm, vốn ban đầu dành để viện trợ Ukraine. Số đạn pháo 155mm nằm trong kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ đặt tại Israel, theo thỏa thuận giữa hai nước. Mỹ bắt đầu rút đạn pháo từ kho ở Israel vào đầu năm nay để viện trợ cho Ukraine. Tại thời điểm đó, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nhận định không có kịch bản nào trước mắt mà Israel cần nguồn cung đạn pháo khẩn cấp. Tuy nhiên, tình hình thay đổi hoàn toàn sau vụ tấn công phối hợp của Hamas nhằm vào Israel, ba quan chức nước này ngày 19 tháng 10 cho biết. Sau vụ tấn công của Hamas, IDF đánh giá về nhu cầu vũ khí khẩn cấp và chuyển cho Lầu Năm Góc. Israel nhận định họ cần gấp đạn pháo để chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào dải Gaza và khả năng leo thang xung đột với Hezbollah dọc theo biên giới Israel-Lebanon, ba quan chức an ninh Israel giấu tên nói với trang tin Axios. IDF đề nghị lấy lại hàng chục nghìn quả đạn pháo dự kiến chuyển cho Ukraine và đưa về kho dự trữ khẩn cấp nhằm chuẩn bị cho kịch bản cần sử dụng số đạn nói trên trong thời gian ngắn. Các quan chức Israel cho biết Mỹ đã đồng ý và sẽ chuyển đạn tới nước này trong vài tuần tới. Các quan chức Mỹ đánh giá quyết định chuyển hướng số đạn pháo từ Ukraine tới Israel sẽ không ngay lập tức tác động đến năng lực của quân đội Ukraine trong giao tranh với Nga. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại nguồn viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine sẽ bị kéo căng nếu chiến sự Israel-Hamas bùng phát thành xung đột lớn hơn trong khu vực. Chuẩn tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 10, hạ thấp mối lo ngại nói trên. Chúng tôi tự tin rằng có thể hỗ trợ cho nhu cầu phòng thủ của cả Ukraine lẫn Israel, tướng Ryder nói. Một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ có năng lực triển khai, phân phối mạnh mẽ để tiếp tục hỗ trợ Israel cùng các quốc gia khác. Người này từ chối tiết lộ chi tiết về số lượng vũ khí sẽ chuyển tới Israel. Chúng tôi đang tham gia hoạt động phối hợp toàn diện trong Lầu Năm Góc, bao gồm hợp tác với các chỉ huy tác chiến, để xác định loại đạn và thiết bị quân sự nào trong kho của Mỹ có thể nhanh chóng cung cấp cho nhu cầu của Israel, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Mỹ đặt kho vũ khí tại Israel theo thỏa thuận giữa hai nước, song chỉ có nhân sự của quân đội Mỹ được phép tiếp cận các cơ sở này. Theo thỏa thuận, Israel có thể sử dụng đạn cất trong kho vũ khí nói trên trong trường hợp khẩn cấp nếu Mỹ chấp thuận. Mỹ từng cấp quyền sử dụng đạn trong kho dự trữ cho Israel trong xung đột giữa nước này với Lebanon năm 2006 và chiến dịch nhằm vào dải Gaza năm 2014. Ở một diễn biến khác tại Mỹ, quan chức ngoại giao Mỹ Josh Bolton từ chức để phản đối việc Washington viện trợ vũ khí cho Israel, cho rằng điều này chỉ mang lại đau khổ cho dân thường. Josh Bolton, giám đốc phụ trách quan hệ quốc hội và công chúng thuộc Cục Quân sự Chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 18 tháng 10 thông báo từ chức để phản đối việc Washington tăng cường viện trợ quân sự cho Israel trong xung đột với lực lượng Hamas tại dải Gaza. Trong bài viết trên mạng xã hội LinkedIn, ông Paul lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Hamas vào Israel và các động thái leo thang của Hezbollah và Iran, song khẳng định hành động đáp trả của Tel Aviv và sự hỗ trợ về vũ khí của Mỹ chỉ mang đến đau khổ cho cả người dân Israel và Palestine, không mang lại lợi ích lâu dài cho Washington. Phản ứng của chính phủ và quốc hội Mỹ là hành động bốc đồng dựa trên thành kiến, lợi ích chính trị, thiếu kiến thức và quan liêu, ông Paul nhấn mạnh. Theo ông, Mỹ đã theo đuổi chính sách dùng biện pháp an ninh để tìm kiếm hòa bình, nhưng những gì đã xảy ra cho thấy, cách tiếp cận này không mang lại an ninh hay hòa bình. Ủng hộ mù quáng một phe, gây ảnh hưởng lâu dài tới lợi ích của người dân cả hai bên, Paul viết. Cục Quân sự Chính trị của Bộ Ngoại giao Mỹ, nơi ông Paul làm việc trong 11 năm qua, là cơ quan giám sát hoạt động chuyển giao vũ khí của Washington cho nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với truyền thông Mỹ, ông Paul chỉ trích Mỹ ủng hộ Israel, dù Tel Aviv là bên đã cắt điện, nước, thực phẩm và hỗ trợ y tế cho dải Gaza. Quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích vào khu vực này và dự kiến sớm triển khai chiến dịch tấn công trên bộ. Phản ứng trước đơn từ chức của ông Paul, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller cho biết, cơ quan này tôn trọng sự khác biệt về quan điểm của nhân viên, song tái khẳng định ủng hộ quyền tự vệ của Israel, cam kết tiếp tục cung cấp cho Tel Aviv các phương tiện để thực thi quyền tự vệ. Israel là đồng minh thân cận của Mỹ, mỗi năm nhận khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ viện trợ an ninh từ Washington, sau khi lực lượng Hamas tấn công lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10, Mỹ gửi nhiều vũ khí, đạn dược cho Tel Aviv, điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay đến Địa Trung Hải, nhằm thể hiện sự ủng hộ với đồng minh và ngăn xung đột lan rộng ra khu vực. Lầu Năm Góc ngày 19 tháng 10 thông báo, tàu khu trục USS Kearney của Mỹ đã bắn hạ tên lửa và UAV phóng từ Yemen, nghi là nhằm vào Israel. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.